Anh em có biết giùm anh em tất cả những dịch vụ mà anh em đang cần đều đang nằm ở phần bình luận từ Free Fire, Roblox cho đến là Liên Quân, tất cả đều có đầy đủ hết nha. Còn chần chừ gì nữa mà chưa kiểm tra ngay phần bình luận để tận hưởng những ưu đãi mới nhất chỉ có tại kênh của mình nha anh em. Ok, hello yo, và chào mừng anh em quay trở lại kênh channel của Star Ninja, quả là mình đây. Ok, thì ngày hôm nay bên Toilet Tower Defense đã có một cái bản cập nhật mới anh em mà, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để mà anh em có thể chơi bản cập nhật này nha. Và hiện tại trên màn hình chính chúng ta là chúng ta có hiện ba con mới, một con unit có chữ R, còn một con làm con boss anh em mà, một con boss mà nó kiểu con nớp anh em, và một con còn lại là chúng là con boss luôn nhưng mà nó có là skin nha. Ok, thì sự kiện này tên là Classic Roblox nha anh em, và chúng ta sẽ có một cái event để cho anh em có thể tham gia như thế này để mà anh em có thể nhận được cái con chính là Classic Cameraman này nè. Thì anh em sẽ phải là làm cho mình đó chính là bốn cái nhiệm vụ. Đầu tiên là Beat Easy Difficulty, tức là chúng ta sẽ chơi những cái map easy anh em, và thứ hai là chúng ta sẽ nhận 200 coin đó, thì anh em sẽ là được cái nhiệm vụ thứ hai, và thứ ba là tiêu diệt 1000 con toilet, và thứ tư là chơi cái map medium, và cuối cùng là tiêu diệt 1000 con toilet sử dụng Classic Cameraman. Tức là khi mà anh em đã hoàn thành được bốn nhiệm vụ trên đây nè thì anh em sẽ nhận được con Classic Cameraman này, và anh em sẽ phải là làm, anh em phải đem cái con này theo và anh em dùng nó để mà anh em tiêu diệt 1000 con toilet nữa. Với cái con unit này thì anh em sẽ là hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng nha. Cái này thì mình cũng chưa biết là nhờ làm nhiệm vụ này xong rồi đúng là được cái gì nữa, nhưng mà về cơ bản là nó sẽ có cho chúng ta là 5 cái nhiệm vụ nha anh em. Ok, và còn về cái vấn đề chúng ta có những cái huy hiệu tít này anh em, TIS thì mình gọi là tạm gọi là tít đi. Thì để mà đi anh em có thể thu thập được 10 cái này á thì anh em sẽ phải là đi kiếm cho mình trên bản đồ của lobby nha. Ở đây là chúng ta có phần teleport anh em, thì nó có để cho chúng ta một cái phần để mà chúng ta vào chơi. Thì cái này lúc nãy mình có chơi thử rồi thì mình thấy cũng bình thường rồi, cũng không đến nổi, nhưng mà mình cũng chưa hiểu lắm về cái sự kiện này nha anh em. Ok, thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà anh em tìm những cái huy hiệu tít đó nha. Tổng cộng chúng ta sẽ có trên cái map lobby chúng ta là 10 cái huy hiệu, thì đây chính là cái huy hiệu đầu tiên đó. Thì tùy theo vị trí mà anh em đang đứng thì nó sẽ có huy hiệu đầu tiên hay huy hiệu cuối cùng gì đó, thì anh em sẽ nhớ nha. Và đây chúng ta sẽ có là cái huy hiệu thứ hai, nó sẽ nằm ở chỗ này nha anh em. Đó, nó nằm ở trong cái bảng xếp hạng của cái win low này kia đấy. Ok, thì đó là hai cái đầu tiên rồi. Chúng ta sẽ đi qua bên góc bên trái nha. Ở đây mình đi chỗ nào gần thì mình đi trước nha anh em, cho dễ để cho đỡ bị lộn xộn sân hậu á. Ok, và cái thứ ba sẽ nằm ở trong góc này nè, đó là cái thứ ba nha. Và tiếp theo nữa thì nó sẽ tới cái thứ tư, thì nó sẽ nằm ở đâu, nó sẽ nằm ở chân chỗ toilet lab này nè anh em. Đó, thì nó sẽ nằm chỗ này nè, thì anh em chỉ cần bấm vào là anh em có thể nhặt được rồi, anh em không cần phải lại trực tiếp cái chỗ của cái nó spawn mà anh em mới nhặt được đâu, chỉ cần đứng từ xa anh em bấm vào được nha. Còn cái thứ năm thì nằm bên cạnh của cái cây ở chỗ mà lobby anh em, đó, ở chỗ lobby vào trong cái club bottle á, ở chỗ cổng dịch chuyển á. Và cái thứ sáu thì nó sẽ nằm ở phía trên cái cổng này nè, đó, nằm mấy phía trên cái cổng này, em thấy không, nhìn nó rất là khó thấy luôn, tại vì cổng màu vàng, nó cũng màu vàng nữa đấy, thôi luôn. Admin chơi giấu nha, admin giấu chơi kỳ lắm luôn á. Ok, và cái thứ sáu rồi nha anh em. Còn cái thứ bảy á thì nó sẽ nằm ở trên cái chỗ này nè anh em, nó nằm ở trên một cái tòa nhà, còn nhà chỗ bam ba đây ba si đe anh em. Ok, thì em bấm vào đây thì chúng ta sẽ nhận được nha, đó là cái thứ bảy. Còn cái thứ tám thì nó sẽ nằm ở trên khu vực này nè, nó nằm ở trong mấy cái thùng cạc te anh em, đấy, mấy thùng hộp cắt tông nè, đó là cái thứ tám nha. Đấy, và chúng ta đã có 8 cái rồi, và còn hai cái nữa thì nó sẽ nằm ở khu vực dưới đây nè. Ok, mình sẽ thử kiếm vậy. Mình nhớ là có một cái nằm ở trong cái chỗ mà nó cho ma lút xem. Ừ, đúng rồi, chỗ này anh em là cái thứ chín nha. Rồi bây giờ chúng ta chỉ còn đó là cái thứ 10 nữa thôi. Cái thứ 10 là mình nhớ là nó nằm ở vòng vòng mấy khu vực dưới này thì phải. Map desert, map toilet city không có đâu, tại vì lúc nãy mình nhặt bên cái map kia rồi, hình như là nó gần gần mấy cái chỗ này nè anh em. À, mình nhớ rồi, hình như là nó nằm ở ở đâu ta, hình như mình nhớ là nó nằm gần chỗ này. À rồi, đúng rồi, nó nằm ở trên chiếc thuyền đây mà, chiếc thuyền đấy, thì nó nằm trên chiếc thuyền nè. Nó vàng khè luôn anh em, nếu mà anh em không xem clip mình hoặc là anh em không tìm hiểu kỹ thì anh em sẽ không thấy đâu. Ok, và sau khi mà anh em đã nhặt được hết trơn cái đống đó rồi thì ở đây á, thì mình cũng chưa thấy cái sự khác biệt lắm này, chủ yếu là để cho anh em nhặt và anh em gọi là đánh, có cơ hội để mà anh em đánh boss hay sao á. Tại vì lúc mà mình chơi cái map chính là map mới anh em, này nè anh em bấm vào cho mình tên là bọc map nè, anh em đi vào cho mình anh em chơi là được rồi. Đó, thì mình thấy có một cái map mới, và trong cái map mới á, thì nó sẽ có những cái con toilet mới luôn anh em à. Đó, những con toilet mới, nhưng mà map này thì nó chơi khá là dễ, thì mình sẽ thử mình chơi cho anh em xem. Lúc nãy là mình chơi chế độ khó anh em à. Đấy, chế độ khó mà auto skip luôn.
Ok, thì mình sẽ chơi chế độ khó thôi nha anh em. Còn chế độ Nightmare thì anh em có thể thử nha. Ở đây là mình đang cố gắng mình chơi để mà minh họa cho anh em hiểu thôi. Tại vì chế độ khó thì nó cũng sẽ có boss đi chơi như chế độ bình thường vậy đó. Nhưng mà ở đây mình chuẩn bị đi học rồi, cho nên là mình không có chơi giống như chế độ Nightmare kia được, cho nên là anh em thông cảm nha. Ok, rồi bây giờ đặt con Cubit ra để cho nó là đép vào đầu cái đi. Ok, đặt nó hình như nó hơi hơi cấn nha. Đáng lẽ ra là cái này chúng ta có thêm một cái chỗ khúc cua để cho chúng ta đặt con Cubit sẽ ok hơn nhỉ. Mình thấy cái này hơi hơi bị thiệt cho mình nha anh em. Đó, hơi bị thiệt cho mình. Ừ, cái map mới này nè. Nếu mà anh em nào mà có chơi theo kiểu là anh em chơi bên game nè cái gì game mini rap anh em, thì anh em sẽ thấy là nó rất là giống nha. Nó rất là giống với lại Minecraft nha anh em. Đấy, thời luôn. Giống cực kỳ. Và ở đây mình cũng không không biết là nó có bao nhiêu cái, à có một nhà chính thôi. À, lúc nãy mình nhìn lộn đây mà, chúng ta có một cái nhà chúng ta chỗ này nha. Nếu mà để cho mấy con kia vô nhà thì chúng ta vẫn thua như thường như thường. Thì mấy con toilet nó sẽ di chuyển ngẫu nhiên trên cái khúc cua nè, nó sẽ ngẫu nhiên qua lại. Đó, sẽ ngẫu nhiên qua lại nha. Ở đây là mình chưa có đủ kinh tế đó mà mình nuôi mấy con này, cho thành ra mình sẽ cẩn thận xíu, rồi sau đó mình sẽ đi review cho anh em xem cái map này luôn. Cái map này thì trông nó khá là yêu đời đây mà. Đó, nó sẽ có những cái công trình bằng Lego nha anh em. Đó, y chang như Minecraft luôn. Ok, thì để vào trong những công trình này chúng sẽ có những lối đi nè. Đó, ở trong đây nè anh em qua đây để anh em kiếm kiếm gì tôi không biết nữa. Thì trong đây thì admin cũng chưa có quá nhiều thông tin, thì mình cũng chỉ mới vừa vô chơi có một ván thôi. Thì cái này mình nghĩ là chỉ là cái map đơn giản để cho anh em gọi là tham gia anh em chơi thôi, chứ còn trong đây mà có item này kia thì cũng mình nghĩ cũng hơi khó thực sự luôn. Ok, mấy cục này thì chủ yếu là cho anh em vô nghịch nghịch chơi cho vui lúc mà anh em căng thẳng thôi, chứ nó cũng chả có tác dụng gì đâu. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng đặt ra mấy con farm này trước đã. Ừ, đúng rồi, đặt ra mấy con farm này đi. Để cho nó có thể là cho mình một mớ kinh phí. Để mà tí nữa mình còn unit lên nữa chứ. Tính ra nãy là mình để chơi với ông kia, thì ông có con hammer nên là ông gánh cũng như là toàn tập luôn rồi. Còn bây giờ còn mới mình nên mình chơi cho nên là nó hơi khó một xíu nha anh em. Đó, nó sẽ hơi khó một xíu. Em không biết anh em cảm nhận như thế nào về cái map này, thì mình thấy là cái map này khá là nhìn yêu đời. Đấy, nhìn yêu đời cực kỳ luôn. Ok, đó, nó sẽ có cái công trình để cho anh em đi lên nè. À, mình sẽ lên trên đỉnh của cái tháp này nha anh em. Thì ở trên đây á, là lúc nãy là con boss nó xuất hiện là nó spawn lên trên trên đây nha anh em. Nó spawn trên đây nè, đứng trên đây nó múa là cái chỉa tay này, chỉa chân này kia xuống. Kiểu như bố đời lắm kìa. Tí nữa là chúng ta sẽ đến nó quay 50. Thì sau khi mà tới quay 50 xong rồi á, thì nó sẽ không có win cho anh em luôn. Mà nó sẽ đến quay 50 rồi á, thì nó sẽ gọi là xuất hiện thêm hai con boss nữa. À, không, quay 50 thì sẽ xuất hiện hai con của sự kiện mới mà lúc nãy mình đã có review cho anh em xem ngoài sảnh á, là hai con với lại thêm một con của cái màn 50, đó là ba con nha anh em. Đó, tổng cộng là chúng ta sẽ có ba con boss trong gọi là cái map này đó. Cho nên là anh em nào mà vô chơi lần đầu á thì anh em cũng nhớ là để ý nha, chuẩn bị tinh thần đi, đừng có ỷ y nha anh em. Đấy, lúc nãy mình chơi cái kia là cái map khó giống như map mà mình đang chơi hiện tại nè, cho nên mình cũng không có đánh giá được là cái map này nó có thật sự là nó gây áp lực cho chúng ta hay không. Đấy, cho nên là anh em thử chơi thử xem đấy, và anh em cho mình xin cái ý kiến nha. À, ok, đây nó còn red laser, nó đảm nhận cái vị trí là đam gọi là gần như đam chính của mình hiện tại rồi. Tại sao đây mình không có con green laser nè, con green laser là bên nick chính mình rồi, bên đây không có rồi. Ok, cố gắng đặt ra con tôn sức để cho nó đẹp tiếp nha. Đấy, đặt con tôn sức là nó sẽ giúp cho ta rất là nhiều luôn, chứ không chỉ gọi là đơn giản là đẹp tiếp nữa đâu anh em, mà đã đảm nhận vai trò đam chính luôn. Ở đây gì đây, it could happen to you in sure vlog hơn hơn we can in sure can gì đó. Ok, mình không biết tiếng Anh nhiều cho nên là thôi anh em dịch giùm tôi đi cho nhanh anh em. À anh em để tôi đọc lại hồi anh em tức giùm luôn á. Ok, có con gọi là tôi xuất ra gọi thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất là nhiều, cho nên là mình sẽ cố gắng up mấy con Santa lên trước. Hơi mâu thuẫn đúng không, nhưng mà gắng up Santa lên trước thì nó mới có kinh tế nha anh em, chứ không phải là tự nhiên mà up con Santa lên làm gì đâu. Có gọi là an cư thì phải lạc nghiệp được mà, đúng không? Cho nên là cứ farm trước đi, tập trung farm trước, sau đó thì đam thì để cho con tôi xuất này nó tính đi đó. Thì mình là như thế rồi, lỡ rồi cho thêm miếng đi anh em, để tầm xa đánh này nó sẽ dễ hơn đúng không? Cubit đây thì nó đang đang gần chật vật với cái đám gọi là toilet này. Ok, cho con Cubit lên 300 đi để cho nó có một tí gọi là đam nữa.
chứ để thôi là nó nói là ôi rồi ôi ông này cũng nâng cấp cho con tôi sức rồi mà còn mình nó bỏ bỏ luôn rồi đấy, cho nên là phải nâng hết nha. Rồi ok, gán đợi cho đợi cho đủ tiền thì chúng ta nâng thêm nha anh em đấy. Ôi rồi ôi 3.000, 6.000, 6.000 dưới cái này 9.000, 18.000 là 24k nữa là chúng ta đủ full được ba con farm đấy, ba con farm nâng nâng max farm không khó, khó ở chỗ là túi tiền thôi anh em à. Đấy ok, ôi rồi ôi con Zen nãy giờ đứng đây đi mấy vòng rồi còn chưa chết nữa, ảo ma thật đấy. Rồi giờ chúng ta cần phải cho con Red Laser nó lên một tầm cao mới anh em à. Con Red Laser nó có một cái skill nó chính là bắn rất là nhanh ấy, nó bắn rất là nhanh luôn, chỉ có cooldown chỉ có 0.2 thôi, nên thành ra là đây là một trong những con có thể giúp cho chúng ta dép rất là ok nha. Nhưng mà con cái là nó sẽ không có đảm nhận đâm chính 100% được, cho nên là thôi kệ. Hình như con này mình test cho một lần rồi đúng không ta, mình không nhớ rõ nhưng mà mình nhớ mình có test con nào đó à, hình như con kia nè, con kia có tốc độ đánh bàn thờ á, mình có test con kia rồi. Ok con này chắc là mình sẽ thử đi Nightmare xem mà nó có đủ khả năng gánh một mình lên nó mà nguyên tem được không đó, vậy đi cho dễ. Ôi rồi mấy anh niên vô chui vô cơ làm gì, mấy anh chui vô làm cái gì không biết nữa. Ok 6k, 6k chúng ta sẽ up lên được con Santa nữa đó, hên là có auto skip á, nhưng mà không có auto skip chắc đợi tới chiều luôn. Ok thì anh em nào muốn gọi là tìm những cái con unit mà giá hời á thì anh em có thể là tìm là qua shop mình thông qua cái phần comment nha, lúc nào cũng là có ưu đãi cho anh em chưa á, cho nên là anh em cứ yên tâm, hiện tại là đang khuyến mãi hình như là 10% phải nạp chính đến cuối tháng này nha, nên là anh em nhớ lưu ý. Rồi ok 5k cho con tôn xích lên cái nữa nè, chơi lớn luôn để cho con tôn xích nó gánh gánh tem anh em à. Đó rồi tầm của nó bây giờ chắc là cũng qua tới bên kia rồi, một con Santa lên nữa là ok nha. À, cái này chắc mình nghĩ là sẽ nâng cho con tôn xích lên chứ Santa sợ hồi nó chịu không nổi anh em ơi. Đó, nâng tôn xích lên để coi tầm đánh nó xa xa một xíu và nó farm cho mình thêm tí tiền đấy, nó sẽ dễ hơn. Ok anh tôn xích cố lên, anh tôn xích cố lên. Rồi mấy con kia ra không được là anh em hiểu rồi ha. Rồi ôi con ghét laser này tới trận tận là 7.000, may quá anh tôn xích ảnh là qua trợ giúp kịp rồi, may quá may anh em à. Rồi nâng cái này lên cái nữa, đến tôn tôn xuất 8.000, up lên cái nữa, rồi chúng ta bao sân luôn rồi đó anh em, bao sân rồi. Ok let's go, cái này không win nữa thì hơi tiếc nha. 7 phút cho quay 24 thì tức là chứng tỏ một điều là đam của mình chưa tới anh em ơi. Ok mình sẽ đặt con Clubman chỗ này đi đấy, tại vì đam của con Clubman nó cũng tôi nói là cao anh em, cho nên là mình đặt ra để cho nó có thể giúp mình dép được nhiều hơn đấy, đam 25.000 mà quân ta thì nó hơi hơi chậm xíu thôi, cái đó thì không ăn thua, cứ gọi là để ý cái đam thôi anh em, cứ đam mà quất đó đam chậm. Ôi cái cool down chậm nhưng mà người ta được cái là đánh 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 down đấy, thay vì đánh hai ba cái thì chúng ta đánh cái một là đủ thốn rồi đúng không, đó tiêu chí là như vậy anh em. Rồi cho con ghét lên luôn đi, để anh gọi là đứng nãy giờ buồn hiu không nâng gì trơn, mà công nhận là một điều với anh em luôn là cái map này thiết kế đẹp vãi anh em, mà nó chỉ đơn giản là những cái cục Lego nó phối lại và nó gành ra một cái máu thôi, nhưng mà mình thấy nó công phu không? Thật sự luôn, không biết anh em thấy như thế nào thôi chứ mình thấy nhìn nó cứ ảo ảo sao quá ta. Thiệt nó cứ ảo ảo sao á. Ok rồi đặt ra đây luôn đó, ôi rồi ôi nó bắn bắn mấy con toilet không ra được luôn, mà giờ còn Covid này đứng đây là hết 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 hết, hết hạn sử dụng luôn rồi đó anh em. Đấy con tôi biết đứng là hết hạn sử dụng luôn, mở rồi. Rồi ok cho con Clubman lên một mớ nha. Trời ơi đam hiện tại là 15.000, nâng cái phát cuối 20.000 thì chúng ta lên được thêm 10.000 đam nữa, thì tính ra là cái này admin dụ mình lên cấp cuối cho nhanh đó anh em, chứ admin cũng không không muốn mình dây dưa ở cấp 4 cấp 3 đâu. Level 5 thì đam nó mới 15.000 à, mặc dù là đam ra một con số rất là mạnh đó, nhưng mà tiếc cái là cái cooldown nó không được mạnh đó, cái cooldown của nó không nhanh như là những con ghét laser này hay là con tố sức nè đấy. Ok nhưng mà chắc chắn một điều chúng ta sẽ đủ để mà chúng ta nâng lên được trong cái ván này nha. Ôi rồi không không kịp lú ra luôn nữa là chết rồi. Ôi rồi
Úi dồi, vãi, thiệt là vãi chưởng anh em à, thề luôn, vãi. Ok, con kia ra không được không mà, ra không được anh em thấy không, ra không được luôn, thế mới đau lòng chứ. Tôi nói giúp anh em làm gì, giống như kiểu là này canh giết nó từ trong trứng giết ra luôn vậy anh em, đấy chưa kịp nở nữa là chết rồi. Cho nên là đây là một trong những cái map mà nghĩ là khá khá là dễ chơi, chắc là do mình đi đi chế độ khó anh em, cho nên là nó không có nó không khó lắm. Còn đi chế độ nightmare thì nó lại khác nha, chế độ khó này là chế độ khó mà kiểu là theo đúng nghĩa đen luôn á đấy, tức là tên của nó là chế độ khó chứ không phải là nó khó đấy. Còn nightmare thì nó sẽ lâu một xíu, lúc nãy mình lúc nó chia sẻ rồi là do là mình có đi học á, cho nên là mình không có chơi nightmare được. Ờ chắc ừ đúng rồi, không chơi nightmare được trong chế độ này sẽ tốn rất là nhiều thời gian đấy, cho nên là mình mới đi chơi cái chế độ chính là chế độ khó cho nhanh nhanh xíu đó, nhưng mà cảm giác như nó vẫn lâu như trường thường đấy mà. Mấy con Nolet có ra ngoài được đâu. Rồi luôn hở luôn, mấy con Nolet không đi đâu được hết trơn thì làm sao mà nhanh được đây anh em. Ôi giời ơi, ai đó cứu tôi, ai đó cứu tôi, không cứu mấy con Nolet kìa, chỉ cần cứu tôi thì không cần cứu rồi đấy anh em. Ôi giời ơi, thì cái sự kiện mà Last Go Love này á thì theo mình nghĩ là nó sẽ có một cái phần quà nào đó miễn phí cho anh em, cho nên là anh em cứ tham gia đi đấy, chắc chắn là có miễn phí rồi. Thì lúc nãy trước tiên là chúng ta thấy là thấy cái con Last Toilet rồi đúng không đó, thì con đó là con miễn phí đầu tiên rồi đó. Thì không biết đó là sâu xa hơn nữa trong những cái vé mà chúng ta được nhận khi mà chúng ta đi khắp ăn đồ á thì cái vé nó có tác dụng gì mình chưa biết nha. Tại vì nếu mà lúc nãy mà cái vé đó dùng để cho chúng ta chơi cái map này á thì nó không không đúng này mà. Tại vì trước khi mà mình đi nhặt cho anh em á thì mình có thử vô cái map này rồi thì nó vẫn đếm thời gian ngược lại để cho nó vô chơi, cho nên là cái lý do mà để dùng cho cái map thì mình nghĩ là chắc cũng không khả thi lắm đó, không khả thi lắm. Còn cái lý do mà để cho chúng ta gọi là có thể gặp được mấy con boss nâng cao trong đây thì mình nghĩ là chắc sẽ có cơ hội sẽ ra hơn đó, theo mình thôi nha, còn không biết là theo anh em như thế nào nhưng mà theo mình là như thế đấy. Ok 15 rồi, tôi xích ơi, tích xô đây mà, tích xô tôi xích. Ok để cho một con club ở đây nữa, không nếu mà con club đó thì hơi phí nha, thôi đặt đi con tôi xích đi, club này có rồi cho nên là khỏi với anh em, con người lắp để khúc cuối thì mà chơi thì sẽ ok hơn. Rồi quay 42 với 12 phút 20 giây, thấy tốc độ này cũng hợp lý và để cho chúng ta có thể là cân nhắc được so với những cái lần mà chúng ta đi trước nha. Nhưng mà đi trước trời ơi nó căng vãi tôi tưởng luôn em ơi. Ok hiện tại là gần 6 giờ sáng và bằng một cách thần kỳ nào đó mà tôi không có ngủ buổi tối này, mà cho nên là giờ mình nói chuyện nhiều khi nó hơi là hơi khó nghe, nếu mà lỡ có khó nghe chỗ nào thì anh em thông cảm nha, nhiều khi tôi nói mớ không chừng. Ôi rồi ôi nó buồn ngủ kinh khủng luôn. Upgrade bây giờ mình làm xong clip này xong rồi mình thảy vô edit xong rồi mình chuẩn bị đi học rồi, cho nên là không có quá nhiều thời gian đâu anh em đấy. Ok 15k lú ra lú ra, ừ đúng rồi lú ra lú ra lú ra, bao nhiêu chơi hết nhiêu này mà không có nhiều, không có nhiều bạn là có quyền giữ im lặng nhưng mà những lời bạn nói sẽ là bằng chứng trước tòa đấy, là loại vậy. Ok 3k 3k up lên luôn nè, rồi thế là toilet nó không thể nào mà lú ra được khỏi cái này luôn đó. Úi rồi ơi, úi rồi quay 47 rồi, quay 47 rồi còn 3 quay nữa thôi, gán lên gán lụm qua là lụm con unit thế nào ấy. Thì cái phần mà coi trong cái nhiệm vụ á thì mình nghĩ á, là để mà cho anh em chơi những cái nhiệm vụ bình thường á rồi anh em sẽ cái phần coi trong nhiệm vụ á nha anh em. Rồi tập xem tôi tự nhiên nó hết biết nói gì luôn rồi trời. Anh em đợi xíu. Đúng rồi, cái phần mà anh em gọi là chơi anh em nhận được coi trong nhiệm vụ á thì cái phần đó là anh em sẽ phải là tích lũy cái số coin để mà anh em có thể là hoàn thành nhiệm vụ đó đó nha. Làm 4 nhiệm vụ thôi là chúng ta sẽ có được một cái con unit mới, thì chưa biết là nó mạnh hay không nhưng mà đồ miễn phí mà đúng không anh em, đồ miễn phí trong sự kiện mới nữa thì chúng ta nhất định phải hốt nha, không hốt thì uổng lắm, thiệt không hốt thì uổng lắm đó. Cho nên là
lựa cơm mà gấp mắm cho em. Rồi, bán mấy con thanh đai đi. Đấy, quay 50 chưa phải là hết đâu. Quay 50 còn nhiều cái lắm anh em. Đây, tôi sẽ đặt đây một con đi. Đó, anh em thấy con boss đầu tiên có 800 mấy máu đúng không? Có thêm con boss 1111 nè. Đấy, kêu nó xong rồi cái cây đây mà, cây xong rồi cái nó giục cái kiếm luôn. Đấy, áo ma kia rồi nó biến thành con này. Rồi nó để xuống cái bảng là TX. Đó, rồi từ từ nó trong cái lỗ này nó chui ra nữa. Ảo thiệt chứ. Úi giời ơi. Anh em thấy nó làm màu không? Đấy. Rồi, hay là chúng ta không có được cái kia này mà lúc nãy là mình chơi cái map kia mình có cái Evil Way á, cái nó hiện lên một cái phần ô màu hồng nữa. Chắc có lẽ là đó là cái của cái mới này. Đấy mình không biết sao nhưng mà cơ bản là vậy á. Rồi ok. Thì tóm lại một điều á là sự kiện này chơi thì nó cũng khá đơn giản thôi, em nhớ cố gắng lấy cái con unit này đi để anh em có thể là test thử xem là nó mạnh hay không. Đây, nhận 200 coin nè, mình sẽ claim cho anh em. Đấy, và chúng ta nhận được cái vũ hiệu gì đó. Kill 1000 con toilet. Ôi giời, dễ vậy. Ủa mình nhớ nãy giờ mình kill đâu có bao nhiêu con toilet đâu ta. Rồi bây giờ chỉ cần chơi một chế độ easy và cũng như là chơi một chế độ medium nữa là xong rồi. Là chúng ta sẽ nhận được con unit mới nha. Ok, cảm ơn em rất nhiều vì đã theo dõi video của mình nha. Bây giờ thì tôi chuẩn bị đi học đây, cho nên là mong em xem kiểu video và làm theo nha. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại em vào video tiếp theo. Bye bye.